21. Đã qua nửa tiếng rồi nhỉ? À, hãy mở ra đi. Người chưa trưởng thành không có riêng tư. Không được, không được. Chúng ta thân làm bố mẹ phải có trách nhiệm quản tốt con cái của mình. Lỡ như nó lầm đường lỡ bước thì sao? Tuổi dậy thì mà, thật sự rất dễ phạm lỗi lầm. Đúng vậy, mọi người đều là người từng trải, nên phát hiện sớm thì ngăn cản sớm, ngăn cản ngay từ khi mới nhú mầm. Đúng là như thế thật. Nhưng đạo đức không cho phép. Tĩnh Văn, thấy thế nào? Chúng ta làm bố mẹ thật sự không làm như vậy được. Nhưng người ngoài chắc sẽ được chứ? Nói sớm đi chứ. Lão Lục. Hả? Ủa, giống như là một bài thơ tình đó. Nè, viết cũng không tệ. Không đúng, đây hình như là lời bài hát. Lời bài hát. Anh muốn nắm lấy tay em như thế không buông ra. Ôi trời, sao anh còn hát theo vậy? Bài nào vậy? Ai hát? Nam hay nữ? Tình yêu giản đơn đó. Châu Kiệt Luân. Gửi Kiệt Luân, cô gái thủy tinh mãi mãi yêu anh. Đàn ông đó, mày quá. Không phải yêu sớm, chỉ là theo đuổi thần tượng. Theo đuổi thần tượng. Hay lắm Lâm Tiểu Dạng. Không đi học thật chăm chỉ mà theo đuổi thần tượng ư? Lâm Dạng, hãy nhìn em này. Lâm Dạng, chơi với em đi. Tránh ra. Lâm Dạng, chơi với em đi có được không? Tránh ra đi, tự chơi một mình đi. Đẹp trai quá. Tự viết nhạc, tự hát. Biết chơi đủ các loại nhạc cụ. Trời ạ, à, sao lại có người tài như thế chứ? Yêu anh ấy đến chết đi được. Còn nữa không? Còn không? Ngoan lắm. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Đây là đồ của con. Đây là tiền của mẹ. Con không học hành chăm chỉ mà suốt ngày lo những chuyện vô dụng như thế này. Còn cô gái thủy tinh nữa, sao mẹ lại như thế này chứ? Xâm phạm quyền riêng tư của con. Buông tay ra, buông ra, không được. Con xin mẹ đó, đây là mạng của con. Buông tay ra. Đến tận hôm nay, cô ấy cũng chưa lấy lại mạng của mình. Nhưng không sao, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi tự viết nhạc, tự hát, học cách chơi tất cả các nhạc cụ, xuất hiện trên TV, trở thành thần tượng của cô ấy. Mạng của cô ấy sẽ có một ngày em là của anh.
Tỉnh rồi sao? Chào buổi sáng. Hay là anh ngủ thêm chút nữa đi. Em đi rửa mặt. Vậy em mau đi đi. Được. Anh không mặc quần áo không sợ cảm hả? Chẳng phải quần áo trên người của em sao? Vậy để em cởi ra cho anh. Em định từ nay về sau đều không nhìn thẳng mặt của anh sao? Sao lại như thế chứ? Em chỉ là có chút ngại ngùng thôi, chưa quen. Nào, em nhìn nhiều thêm chẳng phải sẽ quen sao? Không được, em chưa có trang điểm. Đẹp lắm. Chúng ta có thể làm lại một lần nữa không? Hả? Thôi đi, em còn phải đi làm nữa. Anh bảo là chào hỏi một lần nữa. Được rồi. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Vợ. Vậy anh đi rửa mặt đi. Em nấu đồ ăn sáng cho chúng ta. Không cần. Em đừng có cử động. Để anh làm cho. Ừ. Lúc mới bắt đầu tôi chẳng cảm thấy gì cả. Họ chẳng phải sống chung khu dân cư sao? Còn là quan hệ hợp tác, nên qua nhà nhau cũng là chuyện bình thường. Nên tôi đã theo dõi liên tục vài ngày mới dám quyết định. Họ có phải bạn trai bạn gái của nhau hay không thì tôi không biết, nhưng chắc chắn là sống chung nhà, không thể nhầm được. Ôm nhau như thế, nói là chị em cũng chẳng ai tin. Không thể nào, trừ khi có máu mủ với nhau. Nhưng nếu gọi là bạn trai bạn gái chắc cũng không ai tin. Phía nữ lớn hơn nhiều tuổi như thế. Hơn thế nữa, một ngôi sao nổi tiếng, một người là hoa sắp úa tàn. Dù có nhìn thế nào cũng không hợp. Càng không hợp mới càng thú vị đó. Nếu đã không nể mặt thì không thể trách tôi được nữa. Có ở đó không? Đồ ngốc. Có thể không ở đây sao? Cũng là bạn thân rồi, nên gửi gì nghịch ngợm tí thú vị một chút. Xin chào dì Đồng Đồng. Đã đỡ hơn chưa? Khi nào ra viện vậy? Tôi đến đón hai người. Phải trả lời thế nào đây? Đây là gì vậy? Nhìn gì vậy? Đẹp thế sao? Đẹp. Góc nghiêng trong truyền thuyết hoàn hảo.
Được rồi, đừng có ảnh hưởng anh lái xe, đặc biệt là đàn ông lái xe. Trưởng thành, có khí chất. Thì ra em thích đàn ông biết lái xe ư? Gu của em ổn đó. Mã Lạc, nghe không? Không nghe. Lái xe không nghe điện thoại được. Cũng đúng. Nè, khi em rảnh thì tìm chút đồ đạc cho xe nha. Muốn mua gì thì cứ mua. Em cứ thoải mái trang trí. Anh không sợ là em khiến cho xe của anh trở thành màu hồng sao? Không sợ, em thích là được. Tới rồi, hãy dừng ở đây đi. Em đi đây. Không nỡ sao? Hay là anh đi làm cùng em nha. Bảo là họp. Họp cả ngày. Đừng có đùa nữa, hãy làm việc của anh đi. Mấy giờ tan ca anh tới đón em? Hôm nay phải cùng sếp Hoa đi gặp vài người khách nên không cần tới đón em đâu. Nhưng tối về nhà muốn ăn thịt xào ớt mà anh làm. Được thôi, gặp ở nhà. Ừ, mau đi đi, ở đây không được dừng xe đâu. Em đi trước đi, nhớ nhìn đường đó. Ừ, lái cẩn thận nha, chú ý an toàn. Gọi điện có chuyện gì vậy? Không sao, gọi nhầm. Được, được rồi, được rồi. Chắc chắn là giả lộ hơn. Yêu mà không có được nên nảy sinh thù hận. Nếu thật sự là cô ấy thì e rằng chuyện này sẽ không đơn giản như thế. Gọi điện thoại không nghe, nhắn tin không trả lời chắc chắn là chột dạ. Lần trước tôi mới uống chút rượu nên không nhịn, cứ liên tục châm chọc cô ấy ngay trước mặt nhân viên của cô ấy, không chừa chút mặt mũi nào cả. Người này cực kỳ thù dai, cũng cực kỳ sĩ diện. Nếu giả thiết là cô ấy đi, cô ấy rõ ràng biết An An đang có hợp đồng quảng cáo, lại chọn cách nhắn cho anh trước khi công bố chính thức, mà không phải là sau khi tuyên bố, chứng tỏ vẫn còn có thể thương lượng. Mục đích của cô ấy không phải chuyện xấu. Cô ấy muốn ông chọn lại một lần nữa, để cô ấy góp cổ phần vào Vân Lãng, hoặc là đưa An An đi. Nghĩ cái gì vậy? Nghĩ cũng đừng hòng nghĩ tới. Không được, chụp lén không phạm pháp sao? Cầu kiện cô ta đi chứ. Khu đó là nơi công cộng. Được rồi, đừng tự dọa bản thân nữa. Chuyện này có phải do cô ấy làm hay không vẫn chưa chắc. Nhưng mà dù là ai, tôi cũng đề nghị không nên dùng biện pháp cứng rắn. Dù gì chúng ta cũng đang ở thời kỳ nhạy cảm, đối phương còn nắm chứng cứ gì, chúng ta không hề biết rõ. Nếu như thật sự đối đầu với nhau, chúng ta sẽ tổn thất nhiều hơn. Ủa? Trong hợp đồng có ghi rõ ràng là trong thời kỳ quảng bá thì không được hẹn hò không? Không có. Ông hãy tiếp tục liên lạc với cô giả lộ hơn đó đi. Bất kỳ chuyện gì đợi tìm ngọn nguồn rồi hãy tính tiếp. Để hiểu rồi. Còn phía An An nữa, phải bảo cậu ấy giọng ngay lập tức, không để người khác nắm được điểm yếu. Chuyện này hơi khó, hay là cậu ra mặt đi. Nếu không xử lý tốt thì cả Vân Lãng cũng sẽ toi đó. Được rồi, vậy tôi thử xem nha. Ông phải bịa một lý do thật tốt, tuyệt đối không để cậu ấy biết nguyên nhân thật. Nếu cậu ấy biết chắc chắn sẽ tiêu. Thằng nhóc đó dễ kích động như thế, nếu ai không cho cậu ấy hẹn hò. Chuyện gì không thể cho tôi biết sao? Đây không phải xe của ông sao? Tôi tưởng là xe của cậu. Hai người nói đi. Tôi đi trước nha. Ê, anh họ à? Anh Mã. Được đó nha. Mua xe từ khi nào vậy? Hèn gì nóng lòng đòi tiền tôi như vậy. Rốt cuộc có chuyện gì? Nói đi. Có nhớ kỹ chưa? Nếu gặp người đàn ông này thì hãy chặn lại cho tôi nha. Hãy thông báo ngay cho tôi. Tại sao? Đó là ai vậy? Đừng có hỏi nhiều như thế. Nói chung không phải là người tốt đâu. Vậy được rồi. Xin lỗi, tôi không giúp được cô. Hãy tìm người khác đi. Bạn trai cũ của tôi, ban đầu đã ngoại tình, bây giờ tôi kết hôn, anh ấy lại tới bám lấy tôi. Cô không biết đâu, anh ấy lấy chuyện trước kia để đe dọa tôi. Không thành vấn đề. Tôi gửi ảnh cho cô nha. Loại đàn ông tệ bạc này, vừa nhìn tôi đã nhớ. Đừng làm ô uế điện thoại của tôi. Cảm ơn nha. Chào.
Chuyện chồng cũ tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn phải nói cho cô ấy nghe. Không được, có lần một sẽ có lần hai. Anh ấy vừa tới thì đã đưa tiền chứng tỏ chiêu này có tác dụng. Tớ không phải trách cậu, nhưng mà chúng ta cũng phải phòng hờ trước chứ. Tớ cho anh ấy tiền là để giúp chủ nhiệm Tào được yên ổn. Nếu bây giờ cậu nói cho chủ nhiệm Tào biết, chẳng phải lãng phí tiền của tớ sao? Ừ, cũng đúng ha. Hôm nay cậu nhìn cũng đẹp đó. Cậu mua khăn choàng này ở đâu vậy? Gỡ ra cho tớ thử chút. Gỡ ra đi thôi mà, làm việc đi. Chút thôi, cho tớ thử chút thôi. Nè, mũi cắn đó, sơ ý gãy trầy. Bị bệnh sao? Nè, gần đây nắng nóng lắm, đừng để cảm nắng đó. Gần đây trạng thái không tệ đó. Hẹn hò rồi quả nhiên có khác. À, đeo chơi thôi. Nghe sếp Triệu nói đó. Đúng vậy, nên sau này không cần anh phải lo lắng nữa. Không đâu, không đâu. Chúc mừng cô, cuối cùng cũng gả được bản thân đi. Cũng chưa nhanh đến thế. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại sếp Hoa. Nếu như sau này tôi thật sự kết hôn, có con rồi, công ty liệu có điều chỉnh gì về công việc của tôi không? Ý của tôi là, đứng ở góc độ của công ty, liệu có cảm thấy phụ nữ có gia đình thì dễ bị phân tâm, không liều mạng như trước kia, chỉ thích hợp làm một số công việc cơ bản, không được giao việc quan trọng nữa. Phụ nữ kết hôn sinh con là chuyện đương nhiên. Lâm Dạng, không phải vì cô có lối suy nghĩ này nên mới khiến bản thân chậm trễ tới bây giờ đó chứ? Không có, không có. Cái tôi nói là hiện tượng thôi. Có thể giao việc quan trọng hay không, chỉ xem năng lực cao thấp, không phân chia nam nữ. Loại năng lực này bao gồm có thể cân bằng quan hệ gia đình và công việc không. Nếu có thể, cơ hội bình đẳng. Nếu không thể, vậy đừng mang gia đình ra làm cớ. Càng đừng đùn đẩy trách nhiệm cho giới tính. Đó là một kiểu ràng buộc đạo đức. Hơn nữa, cũng không công bằng với người khác. Cho nên, tuyệt đối đừng vì sự nghiệp mà chậm trễ việc lớn cả đời mình. Với gia đình mà nói, nếu cô không dám hoặc là cô không có năng lực để chiếu cố, vậy thì nên chuyên tâm vào một bên thôi. Đừng than phiền bởi vì không ai quan tâm. Than phiền chỉ khiến bản thân không vui. Có được có mất mới là cuộc đời. Nói đúng lắm, cho nên đây là lý do vì sao tôi muốn ở lại nhụy nghiệp. Cô nói thế là đang khen hay mắng tôi vậy? Ủa sếp Hoa, sao anh lại đích thân xuống đón thế? Quá khách sáo rồi, nên làm nên làm. Tòa nhà của các anh khí phách quá. Cũng tạm thôi. Hôm nay nếu có gì các anh cần trao đổi thì có thể nói trước với họ. Được không, thành vấn đề. Tôi nổi tiếng thế sao? Không có. Thế chắc chắn do người quen làm rồi. Mục tiêu cũng không phải tôi. Là anh. Anh suy nghĩ kỹ xem, gần đây có đắc tội với ai không? Tổ tiên ơi, ai làm không quan trọng. Mục tiêu là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là hiện giờ cậu không thể để cho họ nắm thóp nữa. Cậu nghe lời tôi khuyên, cậu dọn ra ngoài đi. Tôi thuê cho cậu một căn nhà, hoặc là chúng ta tìm khách sạn đều được. Ngoại trừ công việc ra, hai người đừng có va chạm nhau nữa, có được không? Rồi sao nữa? Hay là mở một cuộc họp báo công khai giải thích? Thế thì rất tốt. Được không vậy? Anh thấy sao? Không sao đâu, thả lỏng đi. Tấm ảnh này cũng chẳng có gì, không ra trò trống gì. Có hay không trong lòng cậu không rõ à? Ai biết người đó có chụp ảnh khác hay không? Trong lòng cậu không chột dạ sao? Cậu nghe tôi nói đi. Thời gian quảng cáo chỉ một năm, cậu cứ nhịn đi, chỉ nhịn một năm thôi. Hay là nhân cơ hội này trực tiếp thừa nhận đi. Cậu nói cái gì?
Nếu thật sự đã bị người ta chú ý như anh nói, chúng ta ở ngoài sáng, địch trong tối, có cẩn thận thế nào cũng vô dụng. Ngày ngày lo sợ thì chi bằng dứt khoát đi. Công bố rồi, sắp phải công bố rồi. Nếu ảnh hưởng tới lượng tiêu thụ hoặc là tổn hại tới hình tượng thương hiệu, vậy thì chuyện này rõ ràng là có kế hoạch rồi. Cho nên không thể nào chờ thời hạn quảng bá kết thúc mới tung ra. Đến lúc đó tôi cũng chỉ có thể thừa nhận, còn không bằng nhân dịp ngửa bài sớm, hối hận vẫn còn kịp. Không kịp rồi, nên chuẩn bị đều chuẩn bị, tiền nên tiêu cũng đã tiêu. Một khi sản phẩm vào thị trường, nó cần có kế hoạch cẩn thận và chặt chẽ. Cậu mà xảy ra vấn đề, mấy thứ khác không loạn lên hết sao? Cậu bảo tôi phải đền bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền tôi bỏ ra. Ai làm người nấy chịu, là tôi vi phạm trước. Ngoại trừ tiền bồi thường, còn có vốn đầu tư của Vân Lãng tôi trả hết. Cậu lấy cái gì để trả? Nhà tôi mở quán ăn. Năm tôi 18 tuổi, mẹ tôi cho tôi chút cổ phần làm quà sinh nhật. Tuy rằng tôi chưa bao giờ để ý, cũng chưa hỏi tới, nhưng mà chắc cũng có thể có được một ít tiền. Một quán ăn có thể có bao nhiêu tiền chứ? Tiền vi phạm đã đủ nhiều, càng đừng nhắc tới Vân Lãng. Cậu cũng xem thường tôi quá rồi. Không phải một quán là hơn 300 quán. Vậy là tôi xem thường cậu rồi. Lúc tôi 18 tuổi thì hơn 300 quán, bây giờ thì không biết được. Vậy nên đừng có sợ, nếu đã xảy ra thì giải quyết thôi. Hơn nữa phải nhân lúc còn sớm, càng kéo dài về sau càng không gánh nổi trách nhiệm. Lục Chính An, cậu phải suy nghĩ cho kỹ. Đây không chỉ là vấn đề về tiền bạc, hơn nữa liên quan tới tương lai sau này của cậu. Cậu nhìn cậu xem, mới 24 tuổi, hiện tại là thời kỳ hoàng kim của cậu. Cậu thật sự bằng lòng vì cô ấy? Danh lợi, danh tiếng, còn đủ các loại cơ hội, đều không cần nữa sao? Tất nhiên cần chứ, nhưng so với cô ấy thì không cần phải chọn. Được, tôi biết rồi. Chỉ cần cậu đừng hối hận, chuyện khác cậu đừng quan tâm, giao cho tôi đi. Giao cho anh làm gì chứ, đây là chuyện của tôi. Tôi là ông chủ của cậu, chuyện gì cậu cũng làm, tiền cậu cũng bỏ ra, thế tôi làm gì, tôi cũng có thể diện mà. Được, 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 tôi cho anh thể diện. Tóm lại, anh cứ can đảm tiến lên, tôi hậu thuẫn cho. Nhưng mà, chuyện cậu dọn ra ngoài, liệu có còn khả năng không? Chuyện này tuyệt đối không thể để cho Lâm Dạc biết, nhớ chuyển lời cho anh họ giùm tôi. Được rồi. Tôi và tổ quốc của tôi không thể chia cắt một phút nào. Tôi và tổ quốc của tôi không thể chia cắt một phút nào. Bất luận tôi đi đến đâu, đều để lại một bài ca. Alo, con trai, nhớ bố rồi hả? Không sao, không sao, con nói đi, tiện mà. À, cái gì? Con trai cưng, thằng nhóc thối tha, suýt chút nữa qua rồi. Nhãn hiệu châu báu này của chúng tôi trước sau đã chuẩn bị hết 5 năm, cuối cùng đã sắp ra thị trường hoàn toàn vào đầu năm sau. Hiện giờ quả thực vẫn còn tồn tại một số vấn đề chưa ổn định, cũng rất vội vã. Nói thật, thời gian một năm này chúng tôi đã tìm không dưới 10 công ty quảng cáo, nhưng cứ cảm thấy thiếu một chút gì đó. Dù sao thì nhãn hiệu này tôi đã rót vào rất nhiều tâm huyết, cho nên tôi không hy vọng sẽ sai sót ở bất kỳ giai đoạn nào, đặc biệt là về mặt quảng bá thương hiệu. Sếp Giả luôn đề cử các người cho chúng tôi, nói các người hợp tác với bên Oslo vô cùng chuyên nghiệp, vô cùng tốt. Cảm ơn, cảm ơn. Đây đều là công lao của sếp Lâm, là cô ấy phụ trách. Tôi biết, có vinh hạnh được gặp vài lần. Sếp Lâm, hôm nay chúng tôi nghe danh mà đến. Thế đối với dự án của chúng tôi, cô có ý kiến gì? Tôi đã tìm hiểu một chút. Tuy rằng nhãn hiệu khá mới, nhưng rất có tiềm năng bán ra, mức độ quảng bá cũng rất lớn, có sức cạnh tranh thị trường nhất định.
Chỉ là người đại diện, tại sao nhất định phải là Lục Chính An? Cậu ấy vẫn chưa có bất kỳ danh tiếng nào. Nhãn hiệu của chúng tôi cũng thế. Album mới của cậu ấy sắp phát hành rồi, nhưng lượng tiêu thụ thế nào ai cũng không biết được. Tôi có nghe, tuyệt đối ổn áp. Hơn nữa bản thân cậu ấy rất khó phối hợp, cho nên tôi mới tới tìm các người. Tôi biết, nếu bây giờ chúng tôi tìm một người có danh tiếng, có sức hút, quả thật rất nhanh có thể nâng cao giá trị của nhãn hiệu chúng tôi. Nhưng mà tôi cảm thấy, so với những việc thường thấy, chẳng có khả năng gì. Chi bằng hãy tìm một cổ phần tiềm lực, chúng tôi cùng nhau tiến lên mới càng có ý nghĩa hơn. Cô làm như thế là đang đánh cược. Đúng, kinh doanh vốn dĩ là đang đánh cược. Nhưng tôi có lòng tin, nhất định có thể thắng. Cho nên cô đã nhắm chuẩn rồi. Người đại diện này không phải Lục Chính An thì không được. Đúng. Quý đầu tiên khi nhãn hiệu ra mắt, chi phí quảng cáo tổng thể là 80 triệu. Người đại diện phải ký hợp đồng 3 năm. Trong thời gian đại diện không thể có bất kỳ hành vi ảnh hưởng tới hình tượng của nhãn hiệu. Còn nữa, tuyệt đối không thể có bất cứ scandal nào. Các anh có điểm nào đáng chú ý về mặt quảng cáo? Đến lúc đó có thể trực tiếp bàn bạc với tôi sẽ nói với họ được chứ? Thật ra, cô nên trực tiếp đi tìm sếp Mã. Như vậy càng trực tiếp càng hiệu quả hơn. Chúng tôi cần cả một phương án quảng cáo. Trong đó người đại diện chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng cũng là một phần quan trọng nhất. Cũng đúng. Tôi biết sếp Lâm là một người rất biết suy nghĩ cho người khác. Cô nên hiểu rõ, lần hợp tác này không chỉ đối với Nhuệ Nghiệp, đối với cá nhân cô hay là Lục Chính An, đều là một cơ hội vô cùng hiếm có. Tất nhiên cô có thể hoàn toàn không quan tâm, nhưng ít nhất đừng ảnh hưởng tới người khác. Dậy rồi. Không có. Thế thì ngủ thêm chút nữa đi. Không vội. Vợ à? Hả? Em có thể đồng ý với anh một chuyện được không? Anh nói đi. Sau này bất luận xảy ra chuyện gì, cũng đừng có buông tay. Cho dù là vì tốt cho anh. Được. Em hứa với anh. Mẹ, con và An An ở bên nhau rồi. Mẹ, mẹ cảm thấy An An thế nào? Hiện giờ cậu ấy chững chạc hơn rất nhiều.
Mẹ, con cảm thấy con và An An rất phù hợp. Hay là... là cậu ấy đi. Gia đình. Alo mẹ. Alo, là Dạng Dạng à? Dì Vương. Sao lại là dì? Mẹ cháu đâu? Mẹ cháu ở bệnh viện chăm sóc cho bố cháu. Buổi chiều vừa làm phẫu thuật xong, mấy ngày nữa chắc chắn không về được. Phải chăm sóc. Nửa tháng này đúng là khiến cho mẹ cháu mệt chết rồi. Thật sự chịu hết nổi rồi mới gọi điện cho dì, bảo dì tới lấy chút đồ cho cô ấy. Dạng Dạng à, đừng trách dì lắm chuyện. Mẹ cháu luôn nói cháu bận công việc, không đi được. Nhưng có bận hơn, cũng không thể 10 ngày nửa tháng không thấy mặt chứ. Đặc biệt là chuyện lớn như làm phẫu thuật. Theo lý mà nói thì cháu phẫu thuật thuận lợi không? Rất thuận lợi. Mẹ của cháu không nói với cháu à? Ôi trời ơi, xong rồi, đúng là dì nhiều chuyện rồi. Không sao không sao, nếu như mẹ không nói với cháu thì chứng tỏ không nghiêm trọng lắm. Yên tâm đi. Được, cảm ơn dì. Alo mẹ. Chịu gọi cho mẹ rồi à? Bố mẹ đang ở đâu? Vừa rồi mẹ đi tắm. À, bố đâu? Ông ấy đi dạo rồi, lát nữa sẽ về. Con ăn cơm chưa? Không phải lại ở công ty tăng ca đó chứ? Con ăn rồi. Không nói nữa. Anh đi cùng em nha. Không được. Anh còn bận công việc, không thể đi. Nhưng mà em đi một mình, em cần một chiếc máy tính là được. Nhưng mà anh thì khác. Nghe lời đi. Anh không yên tâm về em. Anh yên tâm đi. Có bất kỳ chuyện gì em cũng sẽ nói với anh đầu tiên, sẽ không giấu anh đâu. Được. Em đi ăn chút gì đi để anh thu dọn cho. Không sao đâu, em tự làm được. Chuyện này phải nghe anh. Tiểu Đào, đặt giúp tôi một vé bay tới thu âm vào tối nay. Càng nhanh càng tốt. Xếp Hoa, mấy ngày nay nhà tôi xảy ra chút chuyện, phải xin nghỉ vài ngày. Bố của tôi nằm viện rồi. Được, chuyến này đi, lập tức gửi thông tin cho tôi. Tiểu Bạch, khoảng thời gian này tôi không thể tới công ty, cậu phải giúp tôi để ý. Đúng rồi, ngày mai cậu phải liệt ra hết công việc gần đây của tôi đi. Phương án đã gửi cho bên nhãn hiệu rồi. Ngày mai cậu thúc giục bên đó thêm một chút nha. Đi thôi, tới sân bay. Chờ anh xong việc sẽ đi tìm em. Ừ. Muốn nghe nhạc không? Hả? Quá ồn đấy. Không ồn. Version hát chay đấy. Vùng đất từng được cầu vòng bảo vệ, có thể tưới mát lên nguyện vọng của hoa không? Tại sao em lại yên lặng thế? Chẳng lẽ cầu vồng cũng biết che giấu màu sắc của mình? Biển không xa, nụ cười em yên lặng như cơn sóng. Biển không xa, nụ cười em yên lặng như cơn sóng. Biển không xa, nụ cười em yên lặng như cơn sóng.
他必须单身。单身能提出这种要求的客户就不是什么好东西，肯定别有用心。搞事情是吧？非得看你啊，马总。我假如鑫看上谁也别想。这个世上不是所有人都那么爱钱的。难怪你不懂，因为你除了钱什么都没有。我可能要破产了。我也想像他那样好好爱一次。 爱的多，痛的多，却不敢落寞。我们都将挥别所有的错，愿你朝阳日落，都会有新的收获。迷途终将解脱，爱意也不再轻薄。深爱过，别多说，未来好好过，这次别再错过。爱我。